mà mua dữ vậy trời? Ngu thiệt chứ. Cái gì vậy? Để tôi phụ cho. Ủa sao vậy? Sáng nay anh thấy mặt trời mọc hướng nào vậy? Thì hướng đông. Ủa chứ không phải mọc hướng tây hả? Ủa sao vậy? Thì nè. À, đói bụng đợi cô lo khề nệ bưng vô tới chiều luôn, biết khi nào mới được ăn. Đói ra phụ vô lẹ ra ăn sớm thôi. Mua cái gì mà mua dữ vậy trời? Ngu thiệt chứ. Cái gì vậy? Sữa nè. Thôi xuống cần uống sữa đâu. Bỏ điện thoại xuống chút đi, uống sữa đi. Ôi cái hộp bút này đẹp quá à. Từ ngày có cái điện thoại cứ ôm coi hoài luôn á. Rồi sao không chịu uống sữa? Anh Huy Lạc, uống sữa đi. Không. Tại sao không chịu uống sữa? Đi. Chào cả nhà. Tới nữa rồi. Chị Cách ơi. I want it. Ừ. Dì Cách mua cho con cái hộp bút này nha. Cái hộp bút này á nó hay lắm luôn á. Ok. Bây giờ á dì Cách sẽ dắt con đi mua pizza. Sau đó rồi dì Cách dắt con đi mua ha. Dạ. Giỏi. Không được đâu Su. Hộp bút của em xài chỉ có hư mà. Khi nào mà em xài hư đi rồi anh mua cho em một bút mới. Nhưng mà em muốn mua. Anh đã nói rồi, khi nào xài hư đi rồi anh sẽ mua cho hộp bút mới. Bây giờ mua uổng tiền lắm. Cái gì? Su làm mày đi như Rambo vậy? Thì lại là câu chuyện đua đòi đó. Tôi thấy có một cái hộp bút à. Không có gì mà cậu phải khó khăn như vậy hết. Gì à? Tôi đã nói sao? Cháu tôi thích cái gì là tôi phải mua cho bằng được. Nhưng mà dì làm như vậy là bé Su nó hư đó. Có cái gì đâu mà hư. Su, em đang làm gì vậy? Anh Huy nói á, nếu mà hộp bút hư rồi anh sẽ mua cho em mà. Bây giờ hộp bút hư rồi, anh mua cho Su đi. Su, nhưng mà tại vì con ném nên nó mới hư như vậy đó. Nhưng mà gì khác, con muốn mua một hộp bút mới. Su, em đừng nghĩ em làm như vậy anh sẽ chiều ý em. Nhặt hộp bút lên. Em không nhặt. Nhặt lên. Nhặt không. Được rồi. Trời ơi. Dì mà ra ngoài đó thì con sẽ có những hành động không hay. Dì đừng có trách con. Anh Huy nói đúng rồi đó dì. Mình không có được, đừng có làm vậy. Mình phải cho bé Su biết được cái nào đúng cái nào sai chứ gì. Nhưng mà mọi người đâu có thể nào để Su ở ngoài một mình như vậy được. Mà mọi người không có lo lắng cho Su hả? Lo lắm chứ gì. Nhưng mà yêu thương phải sao cho đúng cho đủ. Dì mà cứ làm như vậy, mai mốt bé Su nó đòi gì hái sao trên trời. Dì không hái được, nó trách dì không yêu thương nó đó. Từ lúc mà em về cái nhà này ở đến giờ nha, chưa bao giờ bé Su nó hổn như vậy luôn á. Chưa bao giờ luôn á. Thì tất cả cũng là tại tôi. Tại vì lúc mẹ Su mất á, tôi không có về đám tang. Và tôi cũng không có chăm sóc cho Su được. Tôi chỉ muốn bù đắp cho Su thôi. Tôi không muốn Su có cảm giác là mình bị thiếu thốn hay là không được quan tâm. Nhưng mà thôi được rồi, để đó cho em.
Kìa. Anh làm gì vậy? Thì nó ngủ nghịch quá, tôi tính dạy cho nó một bài học. Bài cho học? Cho nó mỏi cổ chơi. Cái gì? Cho nó mỏi cổ. Một bài học quý giá vậy luôn hả? Cái gì nữa, cứ quay quay lại hoài cho nó hết ngủ nghịch đi. Tào lao không? Chưa bao giờ bé Xu nó hổn như vậy luôn á. Chưa bao giờ luôn á. Xin lỗi, vì tôi đã lớn tiếng cái gì? Xu, Xu nè, hộp bút mà em quăng đã hư rồi. Bây giờ em phải tự sửa lại. Nếu mà em không sửa thì em không có hộp bút để xài đâu. Xu không cần đâu, dì Cát sẽ mua cho Xu hộp bút mới. Dì Cát sẽ không mua cho Xu nữa. Xu có biết là Xu làm như vậy là không ngoan và không đáng yêu một chút nào không? Dì sẽ mua cho con tất cả những gì con muốn, khi mà con ngoan và con đòi những cái thứ nó hợp lý. Con hiểu không? Đúng rồi đó Xu. Em có biết hành động gì rồi của em là hư với tất cả mọi người không? Mình là con nít thì mình không được cãi lời người lớn nè. Mình không được bắt người lớn phải làm theo ý của mình. Em có biết á, em làm như vậy em sẽ trở thành một đứa bé như thế nào không Xu? Là một đứa bé hư. Mà đứa bé hư á thì sẽ không ai thương hết. Rồi Xu sẽ không có bạn bè. Xu đi đến đâu á người ta cũng ghét Xu hết. Xu có muốn trở thành một đứa bé vậy không? Nếu như mà không muốn trở thành như vậy á thì mình phải sao ta? Con xin lỗi dì Cát. Em xin lỗi anh Huy. Em hứa em sẽ không cư xử như vậy nữa. Em không muốn bị mọi người giận em. Kiềm chế cảm xúc lại. Huy, Xu nó quay đầu rồi mấy đứa ơi. Xu nè, chỉ cần là Xu ngoan thôi, hãy cố gắng làm đứa trẻ ngoan, Xu muốn gì anh Huy cũng chịu hết. Thôi bây giờ anh sẽ sửa lại cái hộp bút này cho cái Xu nha. Ê ê ê, làm được không? Sao vậy? Anh tính sửa hả? Anh nhớ vụ cây quạt không? Hồi lâu anh sửa nó xong á, nó mà em chém bay đầu nguyên nhà luôn, anh không nhớ hả? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi nè, ai sửa? Tôi sửa. Được không đó? Ba cái này đơn giản. Chắc được á. Tôi có chuyện này muốn nói. Tôi thấy mọi người chăm sóc em Út thì cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ bé Xu sẽ được chăm sóc tốt hơn nếu có một gia đình đầy đủ. Cho nên tôi quyết định là làm thủ tục đưa bé Xu về Mỹ cùng với tôi. Hả? Cái gì vậy? Ôi. Ôi, ôi. Hai đứa, đưa bé Xu vô nhà đi. Nhưng mà... Thôi Xu đi đi, đi. Dì Kết, sao dì biết là anh em tụi con không chăm sóc bé Xu tốt bằng gì? Bởi vì tôi biết thế nào là một gia đình đầy đủ và trọn vẹn. Hơn nữa, tôi cũng biết được chuyện chị gái tôi đến với ba cậu như thế nào. Và tôi không muốn bé Xu lớn lên bị ảnh hưởng bởi điều đó. Chuyện đã quá lâu rồi dì. Tụi con sẽ chăm sóc cho bé Xu thật tốt. Bé Xu là một phần của gia đình này. Và không ai có quyền tách bé Xu ra khỏi tụi con cả. Con thề đó. Cô tôi ơi, cô tôi ơi.
cầm dao vậy? Cứu tôi nè. Anh cứu em nè. Không có người khác cứu tôi nè. Cứu em đi. Sao cứu em? Cứu em đi. Cái gì? Em giết người hả em ra? Giết người rồi đúng không? Em sắp chết rồi, cứu em đi. Em sắp chết rồi, anh cứu em đi. Em bình tĩnh đi. Bỏ da xuống, từ từ nói chuyện với em. Em giết ai rồi? Rồi, đến gọi báo công an nha. Anh bị điên hả? Chứ sao giờ dính máu không vậy? Em đang bằng cá. Vì sao em nhảy nảy lên? Phải, em đang bằng cá mà ba em gọi. Ba em gọi sao? Ba em nói là ba em đang đứng ngoài cửa. Để anh ra mở cửa. À! Cái gì? Anh mượn, tài lanh anh mượn. Sao vậy? Thì ba tới mở cửa cho em, ba em nói gì đâu. Ba em đánh bài thua cho nên tới đây xin tiền em đó. Bây giờ nha, em chạy lên lầu em trốn. Anh nói với ba em á là em nghỉ làm ở đây lâu rồi. Anh coi như không có sự hiện diện của em trên đời này nha. Khoan. Cái gì? Em cho tiền mà em được sống cho tiền ba. Nhưng mà ba em, tại ba em cờ bạc nên em ghét. Nhưng mà sao em không nghĩ là ba em lên thăm em thì sao? Nè nha, ba em như thế nào em biết? Chắc chắn ba em sẽ không có nhu cầu lên đây thăm em đâu. Ba có. Cục vàng, ba nhớ con. Không liên quan tới con không có nghe gì đó, chú có thể buông con ra được không? Con nghe lời chú đi Vinh. Con đó, buông con ra, đã nói chuyện không liên quan tới con rồi. Vinh. Ủa, ai vậy? Sao tiện anh đẩy người ta? Ai vậy hả? Chuyện không liên quan tới hai người. Vinh. Ý, ăn gì nói. Con gái không nhớ ba hả? Ba nhớ con gái đứt ruột của nó. Biết hồi nhỏ con ưa thuốc ngốt. Ba mưa ở bên kia bến xe, ba bỏ đá vô ướp lạnh tới đây nó tan rồi. Con không có thích. Thằng đen kế bên nhà mới thích. Ba nhớ lộn hả? Rồi hôm nay ba tới đây làm cái gì? Ba định xin tiền con đúng không? Con không có tiền đâu, ba đi về đi. Con. Bữa hổm mà chú mượn tiền con á, tao mới chuyển vô tài khoản cho mày rồi đó. Trả con rồi đó. Khi nào mày nghe điện thoại nó báo bon bon là mày biết nha, tao trả rồi đó. Ủa, có tiền hả? Chú lựa dịp trả vậy chú ba? Trời ơi, thì mượn tiền mà lúc nào có tao trả chứ lựa dịp gì mày ơi. Dạ. Mày khùng quá. Dạ, bạch thầy. Chẳng hay thầy chủ trì chỗ nào? Thầy nào? Dạ. Tôi đâu có dạy học ai đâu thầy. Dạ. Trời ơi, ông nội ơi. Nhìn đi ăn tóc. Tôi chú của mấy đứa nhỏ đây nè. Chú hàng xóm. Hiểu không? Dạ vậy. Tiệm tạp hóa bên này nè. Dạ, dạ. Của ai con? Dạ, dạ. Tôi ba anh La. Ba anh La. Tôi khùng á. Dạ có, nhưng mà uống thuốc hết rồi. Trời ơi, bậy chưa hết đâu đó. Nè, thấy không? Con La là nó con của con ngựa với là con lừa. Ông khùng á, ông ba nó. Ông người mà. Bà thấy chưa? Có cái tên con mà ba nói cũng không xong nữa. Ba làm người ta nghĩ con là động vật rồi đó. Ba xin lỗi, người trong nhà lẽ ra phải kêu con là Bê La. Dạ không ạ. Cái tên con á là ba phải kết hợp hai con lại, con Beo với con La. Mai mốt ba kêu đàng hoàng là Beo La. Ta biết rồi, tại người nhà ba kêu La, xin lỗi nha. Nhưng mà hứa con á, con có tiền con giúp đỡ ba đi. Ba về nhà dưới quê á, ba mở cái lẩu nướng, rồi cái phụ con trai, hủ tiếu chai. Ba, con đã nói là con không có tiền. Tiền của chú Ban gửi trả là con đóng tiền học cho anh Hồng. Chứ tiền đâu ra? Mình cho con mình bạn như mượn nhiêu vậy? Trả nhiêu vậy? Hỏi chi vậy? Hỏi chi? Lo lắng cái chuyện con. Tôi mượn tiền của con anh mà tôi trả con anh với mắc mớ rồi, hỏi chi? Bây giờ ba muốn xin tiền để ba cờ bạc nữa đúng không? Không, không có. Cái gì? Chú là dân cờ bạc hả chú? Chú đợi con xíu đi. Chứ con nghĩ con vậy con. Con gọi công an phường tới. Thôi. Lâu rồi, bỏ lâu rồi. Bỏ lâu lắm rồi. Cái gì mặt này tao biết rồi. Những cái mặt này lúc con nặng có mấy cái cục xí ngầu trên mặt là biết rồi. Ủa sao hay con nữa? Đây, đây giống bạch thầy liệt á. Bây giờ còn có đề chút đỉnh nè.
Đại ạ, quýnh đại. Chút đỉnh thôi. Chút đỉnh nữa thấy chút chưa? Chút đỉnh à, chứ không có nhiều quá, mua vui thôi à. Tại sao đến bây giờ bà vẫn không bỏ được vậy? Ba không nhớ là mẹ ly hôn ba vì cái chuyện cờ bạc hả? Nhà cửa bao nhiêu đồ đạc ba bán hết, ba cầm hết. Rồi đến bây giờ ba vẫn chưa nhận ra là mình sai đó hả ba? Ba biết sai rồi, bây giờ ba mới tìm cơ hội cuối cùng nè. Mới tìm đến con nè, cho ba cơ hội cuối cùng nha. Con nói rồi, con không tin ba đâu. Chú, nãy giờ con thấy chú có vẻ chân thành lắm. Con tin chú, để ra không nói gì một tiếng à. Chú cảm ơn con nha. Cái gì? Tao mượn mấy trăm đi về xe. Xào quá. Con, chú thấy ba con á cũng chân thành lắm. Biết đâu bây giờ á, ổng cũng biết ăn năn rồi, ổng làm lại rồi. Cho ổng cơ hội đi. Nếu không tin ba em thì cứ đưa ba đi gặp những người bạn bè xung quanh coi sao. Lỡ đâu không muốn làm ăn thật sự thì sao? Ba con ranh mảnh lắm. Nếu như mà ba con muốn lừa ai rồi á thì đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Mình không có bắt bài được đâu ha. Nhưng lỡ như lần này ba em muốn quay đầu thật sự mà em không cho tiền, em từ chối như vậy là làm hại một người tốt á. Có lý. Thằng Quỳ nói đúng á. Nếu như mà cô không muốn á thì cô không việc gì phải cho hết. Từ xưa giờ ông có làm tròn trách nhiệm với bổn phận của một người cha chưa? Có chăm lo yêu thương bên cạnh gia đình của mình không? Nếu không làm được như nào đó thì ông không nên nhận số tiền từ cô. Con nói ba con à, con nói ba của Bella. Kệ nó đi chú, nỗi đau vẫn còn chưa qua mà. Nhưng em thấy anh Vinh nó cũng đúng mà. Có ai uống nước cam không? Công nhận nha, cái phòng anh vẫn có cái mùi đặc trưng giống như lúc tôi mới đến nha. Thơm. Làm gì nhìn dữ vậy? Mà tính ra cũng may mắn cho anh, tại vì trong lúc đang có tâm sự như vậy mà lại gặp được một người tâm lý giống như là tôi. Chuyện ba cô sao rồi? Thì cũng y như cũ. Không gì thay đổi hết. Không. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi, ba mẹ mình đã sống cả một đời với cái tính cách như vậy rồi, thì bây giờ khó mà thay đổi được lắm. Chuyện tôi khác. Tôi không được như cô. Tôi thấy như là anh không có bỏ qua cho chuyện của ba anh đúng không? Dù gì ba anh cũng mất rồi. Thôi thì bây giờ cái gì mình buông bỏ được mình cứ buông bỏ đi. Chứ bây giờ anh cứ suy nghĩ nè, rồi anh cứ nhớ tới hoài thì cái người khổ, cái người buồn chỉ là anh thôi. Thôi mà. Thôi mà. Vàng của ba. Miền đấy coi, mùa xuân đến là ba hút hồn. Nè, rau má đậu xanh nè. Ba mua cho con món con ưa thích nè. Ba lặn lội tú cái quán của hai kế bên nè, ba mua cho con đó. Ba. Con không cho ba mượn tiền đâu. Con, nghe ba nói nè.
tình cha mẹ như vành thái dương. Bà nói hay bà hát? Bà nói. Con mà con không có hiếu với cha rồi cuộc đời con không có cái sự tốt đẹp đâu. Bà lấy tiền được này về hát, bà mở quán mà mừng ăn đàng hoàng tử tế luôn. Cho bà cơ hội đi, con mượn tiền ông chủ á, cái cho bà mượn, con chủ tốt mà chủ có tiền nữa, xong cái con chịu lương từng dân được không? Con nói với ba một lần nữa, tiền lương của con là để cho anh Hồng đi học, con không thể nào mà đưa cho ba được hết á. Thôi mà đừng cạn tàu đó má, vừa ba mất phước đó nha. Ba hứa ba làm ăn lại từ đầu nha con. Cầm đi, không ai ba xuống gói luôn, ba xuống gói luôn, ba đừng nỉ con. Ban cho ba ăn con lại đi. Con nói là con không có. Ba xin cúi đầu chờ ăn huệ. Ba gì? Con mệt quá à. Chắc cái gì cũng nhạt, không chịu, cái lương không chịu. Chú à, chú không có hay vậy à. Dạ chú vô ăn cơm tụi con. Ừ sáng sáng liền, đang đói bụng mà. Ba em sắp về rồi. Hồi nào? Đâu có về, chưa, ăn cơm được mà. Về coi. Đúng rồi, đâu có gì đâu. Đừng có vội chú, vô ăn cơm bữa cơm rồi về hả chú ha. Con xúc đừng vội vàng. Dạ đúng chậm rồi. Thôi, nha dạ. Con. Nha. Con vô con chuẩn bị đồ ăn nha chú. Dạ. Thấy chưa? Ê, ê, ê. Vô ăn cơm. Ba. Vậy? Ba đừng có nghĩ là con không biết trong đầu ba đang suy nghĩ cái gì. Ba tính dùng mượn tiền Huy chứ gì. Con nói cho ba biết nha. Dù cho anh Huy có cho ba mượn tiền, nhưng con sẽ không để ba đem một đồng nào ở trong nhà này đi ra đâu. Con nói trước rồi đó. Nệt ghê á. Sanh con ra cầu nguyện Phật bà phù hộ cho nó thông minh. Nhờ nó thông minh nó hiểu hết ý của mình, ghê chứ. Cô nghĩ có thể là ông ta đến gặp Vinh xin đóng phim, nhưng mà Vinh từ chối, đuổi đi. Đúng không? Phải không cô? Con thấy là Vinh hay đi cặp cô này cô kia bậy bạ lắm. Nhiều khi Vinh cặp trúng vợ của cái ông đó đó. Vợ ông tới ông đánh ghen. Trời ơi, cái chuyện động trời như vậy mà con suy nghĩ được luôn hả? Dạ, ghê quá cô. Cô có nghĩ mà cô chưa dám nói á. Cái gì ghê vậy cô Lan? Cô còn nghĩ ghê hơn con nữa. Vậy mà cô cũng dám nghĩ hả? Con nghĩ được, cô cũng nghĩ được. Vậy hai đứa mình mới chơi thân nhau đó. Hay quá cô Lan ơi, trời ơi, còn nghi lắm luôn cái vụ đó đó. Suy nghĩ tiếp đi. Cô đó, buông cô ra, đã nói chuyện không liên quan tới con rồi. Đây là cái ông nhà ông bị cấm sừng nữa cô. Ghê vậy. Mấy cái pha nó xấu này hồi hộp lắm. Thôi. À, chào hai người. Ủa, mà hai người làm gì vậy? Mà hai à? Có hả? Kiếm ai? Dạ. Cho tôi hỏi, hình như hai người có quen với Vinh đạo diễn đúng không? Con mời chú. Đeo ăn đi em. Mời ba. Mời anh Huy. Vâng, cô Huy. Dạ. Con gái, ba tự ngẫm nghĩ ba là người ba không trọn vẹn để con gái long đong vất vả. Thôi ba tự phạt ly này. Ba uống hết ly này luôn. Như một ly mật gấu. Cô Huy. Dạ. Người ta nói trà tam rượu tứ. Dạ. Uống mình ên khó quá. Không ai cậu cầm ly nâng ủng hộ tinh thần tôi đi ha. Dạ mấy cái này không biết uống chú ơi. Để ủng hộ tinh thần đi. Con uống được. Thôi mà gắng nó này là ủng hộ thôi, chứ mà là uống nó là ủng hộ thôi. Cho dạ. Có bạn đây. Cục vàng của ba. Ly tống biệt thôi. Cũng là ly tạm biệt. Con uống với ba ly này đi. Cũng như là ba uống ly này nữa là thôi, rồi cứ... ba hứa với con là ba không bao giờ có mặt trước mặt con nữa. Con có biết con uống đâu. Thôi em uống đi, ly con gái rượu của ba mà uống. Đúng đi em. Rồi, đi con. Trà tam rượu tứ nha con. Uống dạ. Một cái là ba hứa là ba về quê nha. Ừ, ba hứa. Rồi. Dạ. Huy. Dạ, không biết uống. Đã trà tam rượu tứ mà hai người, hai cha con uống sao được. Trời ơi, cái này uống vô không chịu nổi đâu. Uống rượu tốt lắm. Giúp trời ơi, không biết uống mà. Gắng đi, trời gắng ơi. Dạ. Hết luôn nha. Trời. Con ơi. Không biết uống mà vậy đó hả? Mày uống thêm ba Việt Nam à. Mạnh à. Thấm nha, con thấy nó chạy từ trên đây nó chạy xuống luôn nha chú. Con. Trời ơi, sưng lôi, sưng lúa quá. Bây giờ chú bầu con là chú sĩ luôn. Dạ. À, bầu là chú sĩ, dạ, tới chú nha. Dạ. Hơi. Con là em trai của ảnh, có chuyện gì không chú? À, ra con là con út của ba con. Chú là chú Phi, là bạn của ba con cách đây 20 năm. Chắc con còn nhỏ nên con không nhớ đó. Chú ông nhẹ nhàng. Thì
lại là người quen hết hồn vía luôn à. Tính ra hai cô cháu mình xấu tính quá ha. Dạ, xấu điều. Ủa chú, mà sao nãy con thấy chú với anh Vinh căng thẳng vậy? Đúng rồi, tôi còn thấy anh Vinh nó xô xô anh nữa. Bộ xảy ra chuyện gì hả? Không có, đó chỉ là bị hiểu lầm thôi à. Ủa, Vinh. Chú là chú Phi nè. À, chú Phi bạn của ba. Còn màu lớn quá, chú mém nhìn không ra luôn á. Dạ, cũng lâu quá rồi mà chú. Ba của con có bỏ quên ở nhà chú một món đồ, chú tìm con để trả lại. À, dạ vậy thôi chú cứ giữ đi. Biết đâu á, đó là đồ kỷ niệm sao Vinh? Thôi chú, con đã nói rồi, không liên quan tới con. Con đưa cái túi đồ này cho thằng Vinh giùm cho chú nha. Cái gì vậy chú? Ba con nói với chú là phải đưa thằng Vinh khi ba con qua đời. Chú, con đã nói là không cần rồi mà. Anh Vinh, anh nói gì kỳ vậy? Không phải chuyện của em, đừng có xía vô. Cái này nặng á, em uống nửa ly thôi. Cái này con thấy là ghê lắm nha. Uống vô lại chạy hừng hừng cực luôn á. Trong sân bóng á, trọng tài là chính, trong bàn rượu chủ sự là chính. Bây giờ chủ sự kêu sao mình uống vậy đi con? Uống nữa hả? Nữa ơi. Trời, mọi người uống ăn uống đầy đủ đi chứ. Ờ, cậu Huy. Dạ. Nãy thấy uống được quá, đội trưởng đi trước đi. Uống nữa chú. Uống nữa. Không biết uống. Không biết uống hả? Dạ không. Đừng làm giật mình giống nãy nha. Đừng ép anh Huy nữa, anh có biết uống đâu. Không hề biết uống nữa. Đó. Chịu cái đó, không biết đó. Chịu cái không biết đó đó. Uống đi con. Trời ơi, ly nào nó cũng xứng đầu xứng nữa chứ. Mình nữa. Bèo bèo bèo, lên rượu em. Hả? Hả? Lên rượu, lên rượu. Lên rượu, lên rượu. Con là một... Ly ly nữa thôi nha. Ly nữa thôi á. Cho nó đầy đầy chiếc con. Rồi. Có rễ chỗ này được lắm à. Vô. Dạ. Vô. Vô. Ừ. Trời ơi, chơi rượu rồi chú. Chú chơi rượu kiểu này không à. Chết con rồi, thiệt sự. Ba với con tình phụ tử chưa uống viên nào. Ba hai con đi. Bên kia tao xỉn rồi quên. Ăn gian được cái nào ăn. Vô bằng nhậu con nên ăn gian. Ừ. Ừ. Hứa là xong là không lên nữa nha. Rồi biết rồi. Nói dốc gì mà nó không tin nữa. Ăn ngồi, ăn ngồi. Cái gì vậy con? Cái gì mà cứng nhắc, chịu ăn thôi sao mà... Trời mẹ ơi, nó sẵn rồi trời. Khoan đi, nãy con nấu là có một nồi lẩu, sao giờ hai ba nồi vậy? Trời ơi, hai đứa luôn. Lẩu bây giờ sao gấp? Đây là đi dở lên nè. Đó, rồi gấp đi. Rồi. Mỗi đứa đi nha con. Cái gì cà chua hả? Chú nó rượu đi. Vô. À, rồi, vô. Vô. Ừ. Nấu gì mà lạc dữ vậy? Trời. À. Ừ. Trời, trời nó nóng quá rồi. À. Trời. Đấy. Trời. Con con này con, có đang nghe này con. Rồi rồi. Ly về nữa là yêu ơi nha. Rồi, bà về liền luôn nè. Chú đi đâu? Ai cho chú đi? Chú vô hết vậy này cho con. Trời. Vô đi. Còn chút nữa mình làm hết luôn không? Nhà con tiếp khách là thoải mái luôn. Chú đưa cho con. Chú đưa cho con. Đâu? Trời ơi trời. Cậu Giang, cậu Giang. Cậu Giang. Ừ. Nói nó không con? Đang ngủ mà. Trời ơi nó ngủ rồi. Từ lúc á mà ông bỏ mẹ, bỏ ba anh em tụi mình đi, bà không còn xứng đáng là ba. Nhưng mà anh cứ mở ra xem coi nó là cái gì đã chứ. Lúc nào anh cũng ôm giữ cái lòng oán hận như vậy, anh thấy khó chịu không? Thôi được rồi, nếu hai đứa không chịu mở thì cô Lan sẽ mở.
thư của ba con. Gửi Vinh, con trai yêu quý của ba. Trước khi rời Sài Gòn, ba có hứa là sẽ mua cho con một đôi giày đá banh. Nhưng lúc đó thú thiệt với con là ba không có tiền nên ba đã thất hứa. Ba nhận ra mình đã bỏ qua cơ hội được nhìn thấy các con trai của mình trưởng thành. Được thấy Vinh của ba đá banh, ba không dám tự tay đưa nó cho con. Vì ba không dám đối diện với con, ba biết mình có lỗi nhiều lắm. Ba xin lỗi các con. Ba xin lỗi anh đó. Anh Vinh, được thấy Vinh của ba đá banh, ba không dám tự tay đưa nó cho con. Vì ba không dám đối diện với con, ba biết mình có lỗi nhiều lắm. Ba xin lỗi các con. Con chưa bao giờ được gặp mặt ba con, nhưng mà hôm nay đọc bức thư này con thấy tội nghiệp ba con quá. Chắc là ba con mừng lắm, bởi vì Sang của ba đã trưởng thành. Trời, nhầm nhờ gì? Đưa đây. Vô. Nặng. Trời ơi, thằng nào đang nhậu mà đá tao xuống ghế vậy? Lên. Ai ơi, lên. Phải lên. Lên. Phải lên chứ bằng được. Lên. Gạt lên, lên. Lên. Phút vào đầu sao lâu quá ta? Lên, lên, đẩy đi mới lên được, đẩy. Đẩy đây. Người chân thành thì có khác hen. Đẩy, lấy cái chân đẩy mới lên được. Chứ quê mình nãy giờ lên lâu. Lên đẩy nè. Xong lâu rồi đó. Lên đỉnh đi, đủ chiều dài chưa? Không có được đẩy lòi ra cái nào nha. Ok, đợi xíu. Lấy sức, lấy sức, lấy sức. Lên. Ừ. Cái gì vậy? Anh bảo lên. Ừ. Giữ quê, giữ. Kêu là giữ em. Cá cắn câu rồi thì cắn ngậm vô, nuốt sâu bao tử giật mới dính mép chứ. Mình trồng cái hữu rễ mới nghe chứ. Bởi có phước từ đầu đến cuối chỗ nào cũng lụm. Cái gì mà vô đây? Đừng vô số anh nữa nha. Sao em ngồi đây vậy? Dành vô số anh này ra. Anh lấy cái này rồi coi. Trời, về ra có khác em. Ủa chú, mình làm gì chú? Chú đang rình nhẹ nhàng. Gì? Rình hốt, rình hốt. Rình gì?
cứ nhường cho lỗ cái lỗ này nó nghe rõ lắm. Đi đấy, đi đấy. Cởi đồ ra là hiểu lầm hết. Đúng, nằm nằm đây, nằm đây. Đây em đi, cởi luôn, cởi luôn. Bậy bậy bậy. Cắn cầu rồi thằng ơi. Cắn cầu rồi, dính lưới rồi. Ngủ. Nó ngủ à? Trời ơi, đúng rồi. Thiệt luôn hả chú? Chú muốn Huy với con gái chú á, nó thấm thử với nhau. Sống thử với nhau xong nó thành vợ chồng với nhau. Anh Huy, như bao la đang trong này. Đàn ba đàn ả chồng á. Hai. Lên. Lên. Không nhẹ nữa. Có. Hai, lên. Lên. Vô luôn. Dơ tuyệt vời luôn. Lên đi. Hơi đau. Lên. Hơi đau nha. Lên đi. Lên. Sao rất nhạt rồi. Anh Vinh. Bella, hai đứa con không có. Con không hiểu nổi ba luôn á. Sao ba có thể lấy con gái của mình ra làm công cụ kiếm tiền vậy hả? Cái chính là ba thấy cậu Huy đây nè là người tốt. Ba đừng có nói nữa được không? Ba càng nói con càng không thích ba đó. Đúng rồi đó, do vô mắc cười không? Chứ nói kiểu đó khác nào á. Trong nhà này đàn ông có mình Huy tốt à. Con bỏ đâu chú? Gì vậy? Ý là trong gia đình này có ba người đàn ông mà. Ngoài anh Huy tốt thì tôi với lại Sang cũng người tốt chứ bộ. Thôi, ba làm cha mà không chọn ba biết lỗi của ba rồi. Ba thề với cục vàng là từ đây về sau ba không bao giờ dám bén mảng trước mặt con gái nữa. Thôi, tạm biệt. Chú, nhậu không chú? Hả? Thôi. Nhậu kìa. Ủa, rượu đế đó uống đi. Nhậu kìa. Ba. Biết rồi. Tha thứ được thì hãy tha thứ. Ba xin lỗi các con. Anh không nghĩ là ba nhớ chuyện như vậy. Em còn giận ba không? Giận một người mình chưa gặp làm sao có thể. Sao mẹ của anh lại khác mẹ của em? Anh hai trả lời đi. Bé Xu lặng nít đó, anh đừng có nuôi lớn một đứa trẻ bằng những cái sự lừa dối nha. Nhớ trả lời thiệt á. Chuyện là vậy nè. Hồi đó ba của mình cưới mẹ anh. Sau rồi đó có anh nè, có anh Vinh, có Sang. Sau rồi ba không ở với tụi anh nữa. Ba đi cưới mẹ em nên là ba mẹ anh ly hôn. Sư thương, anh Huy đừng có khóc nữa. Nhưng mà ly hôn là gì vậy anh Huy? Bây giờ anh có giải thích thì Su không có hiểu đâu. Thôi, nghe mốt Su lớn lên rồi anh Huy kể với Su nghe nha. Dạ. Bé Su là một phần của gia đình mình. Mình sẽ không để cho ai có quyền mang bé Su rời khỏi gia đình mình. Nếu em muốn gọi á thì cứ gọi đi. Có nên không? Nhiều lúc mình chưa có hiểu rõ cái nguyên nhân sự việc ở bên trong, cho nên là mình quyết định hận ai đó nó cũng hơi vội vàng. Nhất là đối với người sinh ra mình nữa, cho nên là mình phải tìm hiểu thật kỹ. Với lại đôi khi chắc chắn là người ta cũng phải có cái điểm tốt gì đó để cho mình thông cảm, mình chấp nhận được. Chắc ba em cũng có điểm tốt mà đúng không?
lúc dưới quê á, khi mà còn nhỏ, hai chị em tôi mà bị ăn hiếp là ba tôi ra mặt binh liền luôn á. Xong rồi hăm dọa mấy người đó một trận, là từ đó về sau chị em tôi không bao giờ bị người ta ăn hiếp nữa. Cái gì cũng được mà. Ba của cô á tuy là đam mê cờ bạc nhưng biết chăm sóc yêu thương con cái, vậy tốt rồi, chấp nhận được. Công nhận ha. Người ta nói á, chỉ cần vài phút thôi là con người ta có thể trưởng thành được. Đúng là như vậy luôn á. Chỉ mới có vài phút mà anh trưởng thành thấy rõ luôn á. Cảm ơn nha. Ừ.